À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến dịch của đế quốc Hunno. Và ở tập trước thì các bạn cũng thấy rồi, mình đã quyết định đầu tư quân sự và mình phát triển quân đội khá là tương đối là mạnh rồi. Bốn quân đoàn của mình đi cùng nhau thì gần như không thằng nào dám đấy. Bây giờ là mình đang phát triển một chút xíu. Ông Attila này thì thẩm quyền rất là cao nhưng xảo quyệt hơi thấp nên mình sẽ tăng nhiều vào cái thân xảo quyệt cho nó. Ai da, vấn đề là rất vấn đề. Nhưng đấy nó lắm cái thằng điệp viên của quân đối phương quá. Có lẽ là mình sẽ phải khử bớt cái bọn này đi. Bại thỏa đáng kìa. Thuyền tung cấp 1 mà không ăn được ấy. Bọn này nó có mấy cái đội chắc là mình đốt vây như này à? Chắc phải cho một quân đoàn này quay nó. Lượt này chắc không có việc gì để làm nữa rồi, nên là mình sẽ để sang lượt sau. Nói chung cái chiến thuật của Hunno thì vẫn cứ là cướp bóc và đốt phá thôi, chẳng có cái chính sách cái chiến thuật gì nó mới lạ thêm cả, chỉ có là cướp bóc và đốt phá, cứ cướp bóc đốt phá để hình thành lên thôi chứ chả. Bây giờ thì quân đội của mình cũng đã có một đơn vị bộ binh và một đơn vị phun kỵ để có thể đi tác chiến được rồi. Các bạn có thể thấy cái quân đoàn phun kỵ của mình có thể đánh một lượt, nó có thể đánh đến 3 đến 4 trận liền. Đánh kiểu như vậy thực sự là rất là tốn sức, nhưng mà đôi khi chúng ta có thể đánh như vậy. Nếu mà các bạn đánh mà trong một lượt các bạn đánh đến 3 trận liên tiếp thì đó là một con số không hề dễ tí nào đâu. Cho dù là đối phương có thế nào trong nữa thì đánh 3 trận liên tiếp thì kiểu gì các bạn cũng sẽ bị thương vong khá nặng. Ấy giờ lại đi phá hoại danh trại của mình. Nó chạy đi đâu ấy? Nó chạy đi đâu đấy? Ôi giời ơi, lại hy sinh mất một anh tướng rồi. Trung thành có 3 điểm. Thanh niên này trung thành 7 điểm này. Ready for action. Khỉ nhà bọn này nó cứ chơi cái trò ám sát này, chết mình. Ready for battle. Ủa. Kill. For the gods. Attila đâu? Ám sát chết Attila. Chính khách. Attila đã được cầm quân quái rồi. Thirsty for battle. Tướng này khá mạnh. Chắc lượt sau mình có thể cho Attila cầm quân được. Ây giời. Thằng khỉ kia nó chạy đâu rồi nhỉ? Quân nó đi quái đâu không biết nữa. Nó không còn. Những cái trận đánh kiểu như này thì mình sẽ cho những quân đoàn phụ để đánh. Rồi sau đó mình cướp, sau đó mình chiếm luôn. Sau đó mình đốt luôn. Nhưng mà sao nào? Cho những quân đoàn này hồi đã. Quân đoàn phụ này nó còn nhiều quân hơn luôn. Đốt luôn. Thằng kia bị thành dân di cư rồi. Rồi.
À đúng rồi, mình cho thằng khác đốt thì mới được, thì mới có thể tập trại tiếp được. Gods be praised, excitement. Con đoàn này à. Sit, share my fire. Gods be praised, excitement. Được rồi. What do you want? Mẹ cái bọn này nó cứ ám sát hết quân của mình này. How to do better for the gods. Chắc phải mua mấy thằng spy là tiếp phải. Thirsty for battle. Few can match me. Không phải quân đoàn cung đoàn này. How can I help? Ám sát này. Quân đoàn nào có thể mua được nhỉ? Quân đoàn này thì phải. Ready for battle. Come, sit, share my fire. Rồi, thêm một thằng spy nữa. Thêm một thằng spy nữa. Mình sẽ có 3 spy. Chắc là đủ để khử bọn này. I am the knife in the dark. Mấy thằng Sassanid để cử quân lên đây đông thế. Thất bại thỏa đáng. The shadows are friends. Some are born great. 6,000. I am the knife in the dark. Cộng mắc của ám sát đã. Thằng kia bị đốt thành rồi, không biết quân nó đi đâu nhỉ? Chắc phải chạy lên đây để khôi phục lại thành chứ. Nó cử, nó rút quân đi đâu rồi? Mình sẽ tiến xuống phía nam, đánh nhau với mấy cái thành phía dưới này. Đi đến đâu là phải đốt hết đến đấy. Có lẽ chỉ cần một quân đoàn có xạ kỵ thôi là được à? Còn các quân đoàn khác thì cũng không nhất thiết phải có xạ kỵ. Mà có kỵ binh nhiều, một quân đoàn có thiên về bộ binh công thành thôi. Còn các quân đoàn khác là kỵ binh để phát triển cái thế mạnh của Hung Nô. Nhưng mà bây giờ thì mình đang kẹt giữa kẻ thù phương Bắc thì có vẻ ổn. Chứ còn các phương khác thì thấy không ổn lắm. Mấy anh spy của mình mãi vẫn chưa làm ăn. Ok. À, nó kéo lên đây rồi. Không dám khôi phục tỉnh lại. Mày bỏ chạy đi đâu? Động tình báo của địch. Lấy vợ à? Con vợ này xấu thế này lấy làm gì? Rồi. Ready for action. Rồi, con đoàn này gần full này. Sợ. Come, sit, share my fire. Anh không dạy gì mà đánh tay đôi với mày nhá. Một quân đoàn của anh sẽ giải quyết cả hai quân đoàn của mày. Có mấy thằng lém lao à? Ồ. À đâu? Làm gì có thằng lém lao nào đâu? Ủa, đánh trên đồng bằng này à?
Kỵ binh ấy thì nó chỉ mạnh khi đánh trên đồng bằng thôi các bạn ạ. Và chứ còn đánh ở rừng rú hay đồi núi thì kỵ binh lại khá là bất lợi. Thí dụ như trận chiến này thì đối phương ăn đòn rồi. Trời mưa thì nó lại làm chậm khả năng tấn công của mình ạ. Đâu nhỉ? Ồ, ở đây có một cái nhà. Chưa nhìn thấy con địch đâu, nó quái nào nhỉ? Kìa. The enemy has been spotted. Cái binh của nó bắt đầu đuổi chưa? Chạy đây. Đánh trên đồng bằng thì cái tên lửa mà bắn. Dồi. Mấy nả thì chết. Kìa. Cái quái nào nhỉ? Catapac à? Catapac. Catapac à? Rồi. Mấy con Catapac cuối cùng dẹo luôn. Rồi, đội sốc kỵ của mình ra đây ạ. Ô, còn có một con ngựa mà hổ báo nhỉ? Sao cứ phải chạy xa thế nhỉ? Sớm. Bình tĩnh.
gì sợ. Chạy xa này bắn làm sao được. The enemy have rallied their units. So. Tan nát. Tớ của nó đứng im ở đây à? Úi giời ơi. Một cuộc đi săn người. Không thể chống đỡ được. Quân đội của nó tan nát hết rồi. We have gained the upper hand. Hết rồi. Xong hết rồi à? Nguyên xạ kỵ nó giết trận này à? A glorious victory will
Dancer vũ công. Úi giời. Úi giời. Wow, bắn chết tan tác này rồi. Chết sạch. À không biết mình trận này mình hồi được bao nhiêu phần trăm quân nhỉ? Hồi được khoảng tầm 3% à? Tốt rồi. Xuôi. Chắc còn một thằng. Chắc còn được một thằng. Quân đoàn này đánh, lại đánh tiếp. Nó có một đội xạ kỵ. For the gods. Get moving. Đánh trận này xong hồi gần như đầy quân luôn à? Không những không mất quân mà còn hồi gần như đầy quân. Rồi, không đánh đêm nữa. Xem nào. Chỗ này bị đốt cháy hết rừng rồi mà. Sao vẫn còn rừng? Mình đốt hết rồi cơ mà. Chắc phải chạy ra khu chỗ này để đánh nhau rồi. Thôi không đánh đêm nữa, không nào đánh đêm nhìn nó tối tăm mù mịt quá. Khô thoáng. Trời ơi, cái chỗ mà được gọi là quang đãng một tí thì lại đuổi núi chập trúng này. Nó có mấy đội ngựa? Nó có mấy đội cận kỵ khá mạnh. Chưa nhìn thấy quân địch đâu nhỉ? Rồi đánh nhau ban ngày nhìn cho nó thoáng cái nào. Mới đánh đêm mãi. Trời ơi, mình tên ăn mất chết mất mấy thằng à? Sao mình không bật hit and run lên nhỉ? Khỉ cục thật. À đội xạ kỵ kia của nó đâu. Xạ kỵ lại chạy ra sau. Cho chết bọn xạ kỵ, giết lốt đám xạ kỵ đó đó. Rồi còn bộ binh cận chiến của nó thì chấp vào mắt luôn. Rồi xuôi
xuống đây. Dancer, chúng ta là những vũ công. Rồi. Bắn hết tên đã. Vội vã làm gì? Cứ bình tĩnh mà đánh. Áp sát phát và khử mấy con địch của mình. Rồi bọn cận chiến này hết tên rồi. Rút được rồi. Mai phục à? Mai ở đâu và phục ở đâu? Cứ để cho xạ kỵ nó bắn hết tên đó. Chỗ này là rừng à? Rừng, chỗ này là rừng thưa bị đốt cháy hết rồi. Sốc này thì chắc tướng của nó cũng gần dẹo. Dẹo luôn gần này. Đuổi nhau với cái đội xạ kỵ thì đến bao giờ? Nháy mãi mà nó chưa xong nhỉ? Có lẽ phải sốc cho nó phát nữa. Chắc là dẹo, lần này dẹo hẳn. Rồi, tướng chết phát mất tinh thần quân luôn. Quân mất hết tinh thần à? The day is yours.
bị truy đuổi thì nó đương nhiên nó sẽ không bỏ chạy được, không biết có chạy được không nhỉ. Đánh hai trận rồi. Mất chạy được à? Đáng nhẽ mình phải truy sát nó nhỉ? Come, sit, share my fire. Ready for battle. Come, sit, share my fire. On our way. Is there nothing else? Quar be praised. How can I help? Ai chà, nó làm mình không di chuyển được. Your next command. Thằng bọn này gớm thật. Thirsty for battle. Gods be praised. Excitement. Thằng điệp viên này không thể để nó sống thêm được. Weak men are easily bought. Heavy shot. How can I help? I can twist many a word. It's just a flesh wound. Ôi, xong mất một anh điệp viên rồi. Quar be praised. How can I help? Was not a success. Ôi nó nhiều sao thế nhỉ? Mày nhiều sao thì cũng chết. Nhiều sao. Shadows are friends. What do you want? Mình có 4 sao nó ăn được đấy. For the tribe. Tengri guides my steps. Đuổi nó thì cũng được nhưng mà sợ lại tăng vào sọc biệt phát đã, giảm áp kích. Ready for battle. For the gods. Tăng dự trữ tên. Thirsty for battle. Chạy ngựa rồi này, chăn nuôi đàn bò, thêm một cái nữa để chăn nuôi, cứ tăng thực lên đã để nuôi thực cho các cái quân đoàn này. Các quân đoàn này hết thực nhiều quá. Đến khu vực này đốt phá tiếp ở dưới này đã. Mình phải đốt ở dưới này, nó còn hai cái thành nữa thì phải đốt phá cho bằng hết đã. Sassanid chưa thấy cửa quân đi đánh mình nhỉ? Đánh thế quái là thằng Sassanid làm sao mà cửa quân đánh mình được? Carrion birds and jackals will grow. Lại thanh niên thích hổ báo này lại tuyên chiến mình. Vãi cả cái thanh niên này, tít tận cái xó đấy mà cũng đánh nhau với mình. Ai già thành công rồi đấy. Ai già thanh niên này. À, cử quân tiếp viện đến à? Thế thì lại chết thêm vài thằng nữa thôi. Ừ,
này mua được thêm mấy thằng lính đánh thuê đến định dọa nhỉ. Nói chung trận này thì ăn được, nhưng mà đánh như thế này thì mệt lắm. Có nhất rút lui thì đã. Sau đó mình sẽ đánh từng thằng một. Fall back. Gathering supplies. Chỉ đạo sai lầm. Cái quái gì đấy? Xây trong ca gác. Phạt đòn. Ủa mình có những tướng cấp cao thế nhở? Có hai đội xạ kỵ hơi bị thương một tí thôi. Sword of my people. On the move, lads. For the tribe. Không di chuyển được luôn à? For the gods. Phí rồi. Đáng định đánh phục kích và đánh đêm nó. Starting out. Thôi được, để anh hồi ít quân nữa đã. Come, sit, share my fire. Quân đội thằng này. For the gods. I will find their weakness. Thanh niên này du mục à? Lên sao? The gods speak to me. How can I help? Không giết được mấy thằng ám sát này của nó thì không thể nào làm ăn được gì. Khử hết mấy thằng này. The shadows take them. Succeeding is what I do. Mày chết. Ready for battle. On the move. Quân đoàn nào tuyển được nhỉ? War be praised. How can I help? Mắc rồi. Đây còn thằng nữa thôi. Ready for battle. The gods require blood. The way is shut. Rồi. Còn một thanh niên nữa. Đây à. The gods have been kind. Hết bố tiền rồi đó. Thirsty for battle. Ui dồi ôi, pháp sư này kinh thế. Truyền cảm hứng cho binh lính, thăng thẩm quyền. Nhiệt huyết. Gia giảm cộng 100% bất ổn tôn giáo. Ấy chà. How can I help? What? Thằng này pháp sư gì mà trông kia kinh thế. Ready for action. Warriors all. Warriors all. Mấy thằng này thì mình nói thật sự mình giết chết như cún luôn. Mà xem tình hình, xem giảm bớt kẻ thù, mấy thằng này tự dưng chiến với mình. Rất là tớ lên cao lượng. Alamid đang đánh nhau ở đây. Before you say anything, I am... Đệ cả Sassanid à? Ôi, thằng Sassanid làm đệ đấy. Welcome, I suppose. Thằng này du mục rồi. You have the ear of my people. Thằng này cũng du mục. I have little gain in wasting the day. Welcome, I suppose. Thằng đấy đất hay rộng đấy. Welcome, but expect. Am I on? Ôi, đám đệ của Sassanid sao mà đông vãi thế này? Is... Welcome, speak. Không thằng nào nó chịu rồi. Speak your terms.
Quân đi pha Đông Nam Á. God in heaven, spare my ark. Come, let me. Căng nhỉ. Be welcome, I said. For the emperor's part, be welcome. I listen and speak for him in our dealings today. Con gái xấu vua. Welcome, worthy guest. Thằng Tây La Mã này. Ai da. Mình à. Nó thì nó cũng không dám công mình. Ba thằng spy. À. Lại đi phá hoại quân đoàn của mình. Thanh niên này khôi phục tỉnh lên à? Alan bị hủy diệt rồi. Ôi, vậy là bộ tộc du mục cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Thanh niên này liều chết nhỉ? What do you want? Yes. I will lend them. Yes. For the gods. For the gods. Về đây để tự sát à em ơi. We take this settlement for the tribe. Khu vực tỉnh thì đương nhiên là sẽ bị mất hết tiền. Sẽ mất một ít quân. Sao nó không mất quân nhỉ? Xong. Một thanh niên nữa đã hy sinh. Cái bọn này đặc điểm của nó là nó không thể du mục được. Nên là kiểu gì kiểu nó cũng phải khôi phục quân lên. Bộ binh cận chiến này. Tầm quan sát trên bản đồ chiến dịch. Cơ hội phát triển chiến dịch. Cái này dành cho kỵ binh tốt hơn. Sĩ khí chiến đấu ban đêm. Tấn công cận chiến cho bộ binh. Sĩ khí chiến đấu với La Mã. Ready for battle. I would gladly die for my people. What do you want? I shall see them to their ancestors. Mày chết. Yes, what? Hết chưa? Few can match me. Mấy thằng ám sát này của mình lên thần hay sao ấy? Thu thập tình báo, phá hủy kho lương, chỉ đạo sai lầm. Trừ sản xuất lương thực. Làm tăng bẩn thỉu của nó lên.
Come, sit, share my fire. Thằng này á, thằng này toàn giáo binh như này á, giết như ngoé luôn. Không rút nhanh về anh đuổi anh giết cho không chạy mất dép bây giờ. Vẫn thích cắm trại đấy à? Nhưng mà mình không đi công thành thì mình không có tiền rồi. Nói chung làm gì làm bây giờ phải đi công thành để kiếm tiền á. À, lại cho quân lên để phá đám anh à? Sau khi mình đốt hết chỗ này thì mình sẽ tiến lên sang đất ở đằng kia, mình giải quyết lốt cái đất của bọn kia nhỉ. Sang Ý, đốt Ý, đốt hết, tóm lại là đốt hết. Hay là tiến xuống châu Phi. Tình báo nước ngoài. Bọn này nó chịu khó phá hoại mình ghê nhỉ. What do you want? The shadows take them. Bọn này cắm trại đây à? Mày chết. May mà mình tuyển ngay mấy anh điệp viên này. Dark shadows loom. I have seen it die. Ai già. How can I help? They will join us. All is not lost. Thất bại thỏa đáng. On the move. Yes. Lên rank không? Thất bại thỏa đáng, phải lên rank. Thirsty for battle. Ôi, nó làm mình mất lượt này. Bọn chó chết này nó chơi trò làm mất lượt này ghê thôi. Sit, share my fire. Your next command. Get moving. Ghét thật. For the drive. On our way. Bắn tan cái nhà này của nó là. Get moving. Đây có chạy ngựa dài đàn bò rồi. Chặt cừu, chăn dê này. Chăn dê. Cứ phải lương thực lên đã. God be praised. How can I help? Chạy bộ binh vào nơi làm việc của thợ mộc, xe bắn đá. Cái này thì thêm cái chuồng cừu, đàn bò, đàn dê rồi. Bây giờ thêm cái trại của xạ kỵ nữa. Đây mới có sốc kỵ. Kỵ binh ác quỷ hắn đích thiết kỵ quý tộc Thảo Nguyên. Bọn đấy thì mới gọi là bọn gớm đời ấy. Hai thanh niên này à? Làm mình mất lượt mình không đánh được nó. Điên. Mình mà không đi tấn công được này là mình không có tiền. Không có tiền đâu. Giết thằng này. Mấy thằng này là thằng được nó thực tế nó là quân La Mã được tách ra thôi mà. Nó là từ quân La Mã nổi dậy nó hình thành nên những cái đất nước này. Mình sẽ đốt khu vực biên giới trước rồi tiến lên đất của thằng này giết thằng này sau. Nếu nền kinh tế cho phép mình sẽ tuyển các quân đoàn kia nó mạnh lên một xíu nữa.
có thể là 3 đội phun kỵ, 2 đội phun kỵ. Mà như vậy thì lại tốn... À, bọn này liên tục cử được gián điệp đến. Nên khử đám gián điệp của nó tốn bao nhiêu thời gian. Yes. What? Warriors all. Xem mấy thanh niên này di chuyển ở đến đâu. On the move, lads. Come, sit, share my fire. Sword of my people. Come, sit, share my fire. Attack! Nó không chạy à? Đánh đêm kiểu này thì tốn quân lắm. Retreat! Nó không chạy. Chắc phải cho thêm quân đoàn nữa xuống. Nó không chạy. Đây. Warriors all. Rồi. Mày không chạy. That is impossible. For the tribe. Không chạy hơi phí. Rồi bây giờ mình nó không cắm trại nữa thì mình đánh thoải mái. Ready for battle. Thanh niên nào sẽ chết trước nào? For the gods. Dám ra đuổi quân của anh à? Úi dồi, quá tuyệt vời. Đồng không mông quạnh luôn. Giáp bờ biển. À, có một đội kỵ binh ném lao. Khử con ngựa nó trước cho anh. Úi dồi ôi, chả mấy khi được đánh một trận à... Chả mấy khi lại được đánh một trận mà đồng không mông quạnh này. Không có cây cối gì cả. Giáp biển tuyệt vời. Horse archers. Horse archers. Battle group ready. Horse archers. Ôi, đánh trên đồng bằng như thế này thì sướng rồi. La Mã, rồi mình rất thích đánh nhau bọn La Mã này. Mày bắt đầu ăn đòn rồi bạn ạ.
Uso. Xong. Xong rồi kỵ binh ở đó. Cái gì vậy? Enemy units have been rallied. Rồi lại đi. Con ngựa này của nó điên à. Giết thằng tướng của nó đã. Mình bắn từ tất cả các phía này thì đỡ làm sao được. Xoay hướng nọ để bắn, bị bắn hướng kia. Úi dồi. Xoay đằng trước bị bắn đằng sau, xoay đằng sau thì bị bắn đằng trước. Úi dồi. Is dead. A lethal blow. Tướng nó chạy rồi, tướng nó dẹo rồi. Anh em áp sát lên đít nó luôn, bắn từ đằng sau đít luôn. Nhanh lên xem nào. Ai chả? Đuổi mình lên tận đây kìa. Quả này bị bắn từ đằng sau thì chết phải nói là cơ số luôn. Tầm bắn rồi, phơ thôi. Úi xổi ôi, bị tên nó dã từ đằng sau lưng à. Đội này hết, đội này hết tên rồi. Mỗi đội này còn vài tên bắn lốt. Rồi. Tàn tác luôn à. Vậy bỏ chạy hết rồi. Lần này mình phải diệt hết, không để thằng nào sót. Đây rồi. Còn đông quân ghê nhỉ. Kệ bọn này đi. Đây đây cho anh.
20, 19, 18. Xong. Giải quyết đám này. Nhanh ra đây, không để chúng nó chạy thoát. Chạy ra giữa map để chết cho dễ à? Rồi, quay cho bằng hết con này chơi. Bọn này cứ đi đuổi nhau với xạ kỵ để làm gì chứ? Hết tên rồi. Mình rất thích chống trận của Attila. Phát chết luôn à. Giết bằng hết. Không để nó thoát được. Không để trận trước để nó sống nước ngoài. Hết 90 thằng cơ à? Rồi, ngựa nó chạy leo đồi mà nhanh thế.
hết rồi. 36. Mày thằng đầu tiên 62 quân chết à? Để xem mình hồi được bao nhiêu nào. Một thanh niên thích hổ báo. That is impossible. Mình còn đầy quân hơn cho trước khi đánh. Chuẩn là mình lại còn đầy quân hơn trước khi mình vào trận. Rồi thanh niên này thì còn chết dễ nữa. Để xem là có cần thiết phải đánh đêm không. Sao cái thanh sức mạnh lúc nào của mình thấp hơn nó nhỉ? Có tí rừng. Không cần phải đánh đêm, đánh ngày cho nó thoá. Đánh đêm thì mình được búp thêm một chút. Hung nô này mạnh phải đánh đêm. Trời mưa. Úi dồi ôi, may quá. Quân địch ngay ở trước mặt kìa. Bọn này nó tuyển nguyên là lính Spy. Chả hiểu nó nghĩ thế nào mà nó tuyển nguyên lính Spy. Mình tha hồ hồi quân, đánh mỗi một trận như này lại hồi được ít quân. Trời ơi. Chơi hung nô này thì chỉ có đánh trận chứ chẳng có phải quản lý gì nhiều. Bởi vì thực ra nó cũng chẳng có nhiều cái để quản lý cả. Nhưng mà các trận đánh của nó thì thực sự là không dễ dàng thế nào. Thực sự giờ này mình chơi thì mình thấy là nó không dễ dàng chút nào. Ai, pescudo. Chết được mấy nhỉ? Chắc mình phải vòng đằng sau lưng, bắn đằng sau lưng nó vậy. Bắn kiểu này không chết được mấy. We'll be right back.
bắn vào tường nó trước á. Hit and run. Nhanh nhanh nhở ta. Tướng nó rồi. Tướng chạy nhanh vãi chưởng nhỉ. Đã ra đây rồi kìa. Chơi cái đấy chứ, chế độ huyền thoại này nó có một cái khó cái là mình không thể di chuyển map cho mình muốn, mình có thể mini map, thậm chí mình không thể xoay cái map bản đồ được. Khử tướng nó đã. Úi xồi, hai phát đạp thẳng mặt này thì chắc là dẻo luôn. Ok. Bọn này không bật hit and run à? À mình tắt đi. Ủa, tí nữa thì dẻo. Nghịch lắng quáng quá đấy. Nó bỏ chạy gần hết. Tai tinh. Gần hết tên rồi. Thôi cho bọn này nghỉ. Thằng đầu tiên chạy. Bọn này bị bắn từ hai phía này đỡ làm sao được tên. Thằng thứ ba chạy. Tiếp đến thanh niên này. Ôi dồi ôi. Xuyên thủ.
rồi. Chưa gì đã mất hết tinh thần. Hết rồi. Càn sướng vãi nhỉ. Chết ngắt quay. Rồi rồi. Hai quân đoàn. Trận này đánh ẩu để chết mất mấy con xạ kỵ. Quên mất mình lại tắt hit and run đi. Nhưng mà hồi được quân mà. Chắc lại hồi lại được tí. 5%. Rồi cho nó chạy. Nó vẫn còn quân, cho nó chạy. Thằng này ready for action. Thằng viên này, let them cower. Thằng này không có quân của chú à, không có quân à. Up được cái móng ngựa lên à. Come, sit, share my fire. Đúng đây à. Hồi tí quân đã. Xuống đây để ăn kinh nghiệm. Get moving. Your next command. Ready for battle. Rồi, để ăn kinh nghiệm đã. You have more orders. Thành thì nó không có quân. Mày chết. Mày chết. Năm ngàn. Cướp đã để lấy tiền tiêu đã. Quân đoàn lên cấp à. Đây rồi. Phạm vi tấn công tầm xa. Úi cái này mới là cái quan trọng này. Phạm vi tấn công tầm xa cộng 20 điểm này. À, cộng 20% này. For the gods. Lại khét mù rồi. I am the knife in the dark. Lại có thêm tí tiền. Yes. Dark shadows loom. I can see it now. Mày. I am the knife in the dark. Thằng này nữa. If you must. Ai chả thanh niên này. Thắng lợi quan trọng. Tuyệt. Có lên rank không? How can I help? Ai chà. Nó có hai quân đoàn, sao quân đoàn này lại chui ra ngoài này?
về thành mà ở đi nhá, đừng có nhiễu nữa. Lăng hoàng anh đã đánh cho bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ đánh vào đây à? Đánh thành to này. Thành này có vẻ lớn đấy nhỉ? Mình có quân đoàn này thì nói chung là nên phát triển thêm một cái nhà lính nữa để có thêm cái đội lính. Đây là cận kỵ, đây là xạ kỵ, mình phải phát triển thêm là xạ kỵ nữa. Ready for action. Bọn này không cần. For the bọn này thì đang phát triển rồi. Come, sit, share my fire. Này thì chưa phát triển một cái gì luôn. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Từ từ thì khoai sẽ nhừ thôi. Bộ binh cận chiến chắc chỉ cần một quân đoàn. Bởi vì công thành chỉ đúng cần một cái quân đoàn đấy cần công. Còn mày kéo quân về à? Xuống đây. Khử lốt hai quân đoàn đấy của mày. Kể ra mà đánh ở châu Phi cũng có cái hay nhỉ, đánh ở sa mạc. Sassanid. Vãi nhỉ, Sassanid đông quân thế. Bọn Sassanid này nó định khủng bố mình à? Kéo lắm quân này. Việc đầu tiên là cứ phải giết ngay mấy cái thằng điệp viên của nó đã, không cho nó quấy rối vớ vẩn. Chúng nó làm gì mà nó kéo lắm quân đoàn kia nhỉ? Chỉ đạo sai lầm. Tốt rồi, nghiên cứu xong công nghệ này rồi, bây giờ mình phải nghiên cứu được vào công nghệ này cơ, tốn 10.000. Cái này để nâng cấp kỵ binh nữa. Kỵ cung thảo nguyên, thay thế cho... Nó rất biết cách phá hoại cái quân đoàn nào của mình cần phá hoại đấy. Ready for battle. Everything's fine. Rất biết cách phá hoại. Didn't go well. Thoát được một lần, liệu có thoát được ba lần? Ba lần như là thằng này cấp thấp thì hơi khó ăn nhỉ. Ai già? The shadows, friends. Ready for action. Chỗ này mà công thì mình vây mất thời gian đấy. Ready for more orders. Từ từ đã. Tiến xuống đánh thành phía nam này trước. Get moving. Is there nothing else? Mình chưa đủ tiền để có thể phát triển full thêm một quân đoàn nữa. Full một quân đoàn nữa thì cũng tốt đấy, nhưng mà kinh tế chưa cho phép.
Is that all? Warriors all. Ai chà, nó phá hoại mình không di chuyển được xa nào. Gods be praised. Excitement. Máy bắn đá cỡ lớn à? À. Máy bắn đá cỡ lớn. Come, sit, share my fire. Phun mất rồi. Yes, what? Attila. Chính khách à? Không được rồi, Attila phải cho cầm quân chứ. Attila cũng chính khách cái này thì không ăn thua lắm. Nhưng mà các tướng này cũng tướng này có 2 sao khiêm tốn, sợ La Mã chỉ số nó lại rất ngon nhỉ. Bây giờ cứ phải cho Attila cầm quân mới được. Dữ tợn. Nhưng mà thằng này bị chỉ số nào yếu thế. Phải làm nào tăng rank lên cho nó nhỉ. Nhiệt huyết. Thẩm quyền. Xảo quyệt. Chỉ số của Attila xấu vãi chưởng. Chả hiểu cái gì. Nào, mấy thằng Sassanid ngon ở xuống đây. Úi dồi ôi. Giết được cái đám này chắc là cũng mệt nhỉ đấy nhỉ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy quân đoàn. Không được rồi. Mà Attila thì nó lại không có cái đoạn cắm trại được. Để mà phòng thủ chỉ có La Mã mới chơi cái kiểu đấy được thôi. Khỉ thật, mấy cái thằng này nó cứ cử quân xuống đây phá rối quân đoàn của mình. Nhưng mà mình đang hết tiền à. Mình đã hết tiền. Ready for action. Only if you must. For the tribe.
for the gods. Wow. Nó ngắt không cho mình di chuyển hơi nhiều ấy. Get moving. Ready for more orders. Come, sit. Share my fire. Destination reached. For the gods. For the tribe. None will escape. Is that all? Thành không có quân à? Có, không đáng kể. Thirsty for battle. Ready for battle. Ôi, làm mất lượt của mình luôn này. Vãi trưởng không di chuyển được. Yes, what? Yes. I shall see them to their ancestors. It is done. Come, sit, share my. Không di chuyển được luôn. For the gods. Không đoàn này thì di chuyển được. Nó cũng chưa đuổi đến tới nơi này đâu. Chết rồi, âm tiền. Ăn được nhỉ? Ăn được thì ăn sớm đi. Mấy đội kỵ binh nó vẩn. Mấy cái thuyền này chắc nó trèo lên bờ. Đánh đêm mình được bút thêm cái gì nhỉ? À, ngăn được hai thằng này nó đánh. Nó có thuyền pháo à? Nó có thuyền pháo mà nó không lên bờ thì mình thua. Tốt nhất là không nên đứng ở giáp bờ. Nó bắn nó chết. Upon these walls, think of our old home. Không chịu ra. Come,
chắc phải phá cái tháp canh này của nó rồi. Bắn cái tháp canh đã. Ái xà, cung thủ nó đang bắn mình. 73%. Quái quỷ nhỉ, thích chạy vào gần nó làm cái gì? Cành nó vẫn bắn được mình. Mấy cái bọn này quá rồi đấy. Không có xe bắn đá thì chỉ còn cách này thôi.
chúng ta đã. Cho nó cháy đã. Tên kìa. Tên cướp trong làm mạc. Chạy rồi. Được rồi. Công thành thì không cần phải đánh kỹ. Chết hơn 200 đồng chí cơ. Không có xe bắn đá. Rồi. Cướp được hơn 2000. Cướp phạt. Aisha. For the gods. Thằng này ngon thì leo lên bờ đi. Come, sit,
Share my fire. Glad be praised. How can I help? Sword of my people. For the gods. Mình sợ thằng này nó kéo quân xuống thôi. Lên rank à? What do you want? Bọn này. Ai chà. Khá nhiều kỵ binh. Chết nhỉ? Nó làm sốc kỵ thế. Nó làm sốc kỵ này mà mình lại không có linh speed. Ái giả. Thằng này thấy kiếm ăn được lại cũng bắt đầu xông vào à? Phải dụ để diệt thằng Sassanid thì được. Rồi nó đuổi được cái quân đoàn này. Chạy xuống một xíu em ơi. Retreat! Finding shelter. À. Hai quân đoàn đằng sau của nó thì không có gì nguy hiểm lắm. Thế thì nó chết rồi. Chưa di chuyển tới. Gì đây? Darkness and despair. The shadow chased the sun ever southward. Bóng tối đuổi mặt trời về phía nam. Behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. À, Hung Nô bắt đầu à? Để mình thử xem Hung Nô sau khi có cái sự kiện này ra thì Attila nó có chỉ số gì không? His wrath would engulf the world, and he delighted in watching it burn. The horde looked to Attila, and the world trembled. Abandon all hope. Đám con cháu này đông quá. Úi dồi. À. Toàn bộ binh. Có vài đội cung thủ. Đội này thì toàn kỵ binh. Cứ bình tĩnh. The
sabotage. Good. Rồi. How can I help? Sabotaging. Hạn chế khả năng di chuyển cho nó lại. What are you doing? Heading out. Come, sit. Share my fire. Nhưng mà... Warriors all! For the tribe! Attila của mình lại mất khả năng di chuyển rồi. Thirsty for battle! A soul will fly. The gods have revealed their will. Gods be praised! Excitement! Lại cho quân vào thành nhà cô. Nó lại cho quân vào thành. Let them cower. For the gods. Gods be praised. Excitement. Để xem nó làm cái trò gì ạ. Ready for action. Come, sit. Share my fire. Your next command. Starting out. Ready for more orders. Ready for battle. Starting out. Is that all? Chắc chỗ này mình sẽ phải mất khá nhiều thời gian để khử từ thằng. Zack. Besieging settlement. Nó có một cái dở hơi là chúng nó đi đường này nó sẽ bị vướng cái chỗ này, nó không thể đi qua nhanh được. Cố phải luyện cấp cho Attila đã. Tăng thêm là xảo quyệt cho Attila không nhỉ? Xảo quyệt của Attila thấp quá. Có hai xảo quyệt nữa thì cũng chỉ nên đến đây à. Thôi được, cũng đỡ hơn chút xíu. Come, sit. Share my fire. What do you want? Ngon thật xuống đây nhà cũ. Mình sẽ cặp trại đây á. Ai chà 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 chà. Rồi qua lượt này đã xem tình hình nào. Có khi nào phải bổ sung thêm quân. Come, sit. Share my fire. Mấy bắn đá cỡ lớn. Quar be praised. How can I help? Quân đoàn này, quân đoàn này hoàn toàn chưa có lính. For the tribe. Come, sit, share my fire. Chưa có lính. Kéo xuống đây. Ai chà. Đông gớm nhỉ. Nó đi quay chết mình dưới này à. Mấy thằng dợ thì mình lại không sợ lắm. Chạy về à? Thằng thì chạy xuống, thằng chạy lên à?
Làm gì tiếp theo nào? Ai chả? Khi không thì không sao. Cần thì chúng nó kéo khá đông quân đấy nhỉ? À, được đấy. Được đấy. Những vùng đất này bị đốt rồi nên là nó cắm trại chả có tác dụng gì. Nhưng thằng này thì quá đơn giản. Easy. Mấy thằng dợ này không khoa ngại lắm, nhưng mà mấy thằng Sassanid này. Thằng này này. Rất nhiều kỵ binh. Cầm nó chạy xuống đã. Thirsty for battle. God be praised. How can I help? Để tính xem nào. Chúng nó không dám ra. Tiêu diệt thằng này đi à? God be praised. How can I help? Lính giáo. Cái này nữa. Cái này sẽ lên cái trại bộ binh lên nè. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Để trước khi kết thúc, mình phải xử đẹp mấy cái thằng gián điệp của nó này. A soul will fly. My path is barred. Đúng rồi. I will walk the old track. Láo nó có quen. Yes. Quân đoàn này nó rút này. Mình ngán nhất cái quân đoàn toàn kỵ này của nó. I want to know what hit them. Đâu nhỉ, đây chứ. I am the ninth. Đây rồi. Sabotage. Good. I have seen it done. The shadows friends sabotaging. I'll live. Oh, yes. Bại chí mạng.